Xin chào mọi người, bây giờ cũng xế chiều đó mọi người, thì mình sẽ đi chuẩn bị cơm chiều. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ nấu cái món là cá biển chiên, rồi bắp luộc ha. Cá biển này mình mua cũng khoảng 2 ngày đó, mình để tủ lạnh đó, mình để đông lại, mình bỏ vô miếng muối này, mình sẽ để cho nó tự tan ra ha, rồi xong mình sẽ rửa lại với nước sạch. Mình sẽ đi chiên á mọi người. Đậu bắp này mình cũng mua hồi sáng á. Bây giờ mình sẽ đi ngâm nước muối nha mọi người. Ngâm nước muối một chút xíu, mình sẽ đem đậu bắp đi luộc ha. Mình sẽ rửa sạch đem đậu bắp đi luộc. Cá của mình bây giờ cũng được ha. Mình sẽ rửa lại ha mọi người. Nay bữa mình mua về mình cũng đã mần sạch rồi đó, mình để tủ lạnh đó. Bây giờ mình chỉ rửa lại thôi ha. Cá này ha, mình sẽ lấy cái dao mình cạo như này cho cái lớp vải thấy ha. Thì bây giờ cá của mình ha, mình sẽ cắt bỏ cái này nha mọi người, tại cái này nó cứng á, mình sẽ không ăn được đâu. Sẽ cắt bỏ cái này lên cái lớp vải của nó. Mình để con cá như thế này mình cắt nó. Mình như thế này là được ha mọi người. Mình sẽ làm tương tự như vậy ha. Cá bây giờ mình cũng đã rửa sạch đó mọi người. Đi cá này mình sẽ cắt vài con ha. Còn vài con này nếu mọi người không cắt á, thì khi mà mình chiên lên nó chín rồi mình sẽ gấp ra ha. Này, còn cái này là mình đã cắt rồi ha mọi người. Bây giờ mình sẽ để cho nó ráo chút xíu. Để cho cá ráo xíu mình sẽ đem đi chiên ha mọi người. Thì ở đây mình sẽ chuẩn bị một cái chảo. Mình sẽ bắt lên ha, bắt bếp lên. Mình sẽ bắt bếp lên mà để chảo nó khô một xíu, mình sẽ bỏ dầu vô nha mọi người, mình sẽ chiên cá ha. Bây giờ chảo cũng nóng rồi, mình sẽ đổ dầu vô ha mọi người. Mình sẽ đổ dầu vô ha, đổ dầu dừa thôi nha. Thì bây giờ mình coi dầu có nóng không, mình sẽ chiên cá mọi người. Khi mình chiên cá mình sẽ bỏ vô một chút bột để khi mình chiên cá nó không bị ấy mọi người. Mình sẽ bỏ vô một chút xíu bột nha mọi người. Mình không bỏ bột, mình bỏ muối cũng được nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ dặn lửa nhỏ lại ha. Mình chiên cá lửa nhỏ, cá sẽ vàng và giòn hơn nha mọi người. Mình dặn lửa riu riu thôi nha. Mình sẽ bỏ cá vô ha. Thì bây giờ đậu bắp mình ngâm muối rồi, mình sẽ rửa lại ha mọi người. Đậu bắp này mình rửa, mình sẽ lúc mình luộc á, mình sẽ không cắt cái đầu nha mọi người. Mình luộc nó sẽ bị ra nhớ ra nhờ nhớt á, thì nó sẽ không ngon. Mình sẽ để nguyên cái đầu nha ha, mình sẽ rửa sạch để nguyên cái đầu mình. Khi nào mình ăn mình sẽ cắt ra ha mọi người. Như thế mình luộc nó sẽ không có bị ra ba cái nhớt mọi người. Đậu bắp của mình bây giờ mình cũng rửa sạch vậy ha. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị bắt một cái nồi nước lên mình luộc đậu bắp nha mọi người. Mình sẽ chuẩn bị cái nồi nước ha mọi người. Cái này hồi nãy em đổ nước nóng vô á. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại ha.
mình sẽ để nắp cho nước sôi lên, mình sẽ bỏ đậu bắp lên vô nha mọi người. Mình cũng đã sôi đó người, mình sẽ bỏ vô một miếng muối ha. Mình sẽ bỏ vô một miếng dầu ăn, để một hồi mình luộc đậu bắp đó, nó sẽ xanh hơn, ngon hơn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bỏ đậu bắp vô ha. Mình sẽ đợi khoảng 2-3 phút gì á, đậu bắp vừa chín tới là được nha mọi người. Đậu bắp chín quá mình ăn sẽ không được ngon, mình sẽ đợi một xíu sôi lên là sẽ được. Cá bây giờ mình chở thử coi cá hay đá vàng cho nha mọi người. Cá như thế là mình chở được ha mọi người. Mình chiên vàng như vậy là vừa ăn rồi. Chiên mình chiên vàng quá sẽ thịt cá sẽ bị cứng, sẽ không được ngon. Mình sẽ để về mình chịu. Bây giờ đậu bắp của mình luộc nãy giờ cũng được 3 phút mọi người, mình sẽ tắt bếp, mình sẽ vớt đi ha mọi người. Đậu bắp mình luộc chín quá mình sẽ ăn không được ngon á mọi người. Như thế này là một hồi mình ăn là rất là ngon nha mọi người. Mọi người thấy đậu bắp rất là xanh luôn, mình bỏ vào chút xíu dầu á, mình luộc rất là xanh luôn nha mọi người. Bây giờ cá của mình cũng đã vàng đó mọi người, mình sẽ gấp ra ha. Cá mình chiên như thế này là được ha mọi người. Mình sẽ gấp hết cái cá ở trong cái chảo này ra. Rồi mình sẽ bỏ vào tiếp theo, mình chiên cái số còn lại ha mọi người. Trong khi chiên mình sẽ để lửa vừa thôi, không quá to cũng không quá nhỏ mọi người. Mình chiên vậy cá sẽ vàng và ngon hơn mọi người, giòn. Bây giờ cá mình cũng đã chiên xong rồi đó mọi người, đậu bắp mình cũng đã luộc xong ha. Mọi người xem đậu bắp rất là xanh luôn ha. Cá thì rất là vàng nhưng mà không có vàng quá mọi người. Vàng như thế này mình ăn cá sẽ giòn hơn ha. Hôm nay mình ăn đậu bắp mình sẽ chấm với nước tương. Đây là canh núm hồi sáng mình nấu hồi sáng còn dư á, giờ mình sẽ ăn chung với cơm chiều nay ha mọi người. Thì mời mọi người cùng ăn cơm với gia đình em ha. Bữa cơm chiều cùng gia đình em nha mọi người. Thì gia đình em ăn thì cũng rất là đơn giản, cá chiên và đậu bắp luộc thôi, cũng không có cầu kỳ gì lắm á mọi người. Chủ yếu gia đình là mình ngồi sum vầy nhau mình ăn cơm á, thì cái bữa cơm nó sẽ ngon hơn á mọi người. Thì hôm nay gia đình em ăn chỉ có cá chiên và đậu bắp thôi. Em xin kết thúc video tại đây ha. Thì hẹn gặp mọi người vào những cái video tiếp theo. Mọi người thấy cái video của em nếu mà có hay á, thì mọi người nhớ chia sẻ và đăng ký kênh cho em ha. Thì bây giờ em xin cảm ơn mọi người nhiều ạ.